năm mốt phẩm điều phục tham đẳng bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa phật bạch thế tôn người nào đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thường sanh tịnh tín và thắng giải phật dạy thiện hiện đại bồ tát nào đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đối với tâm cầu hướng đến tinh tấn tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa đã từng cúng dường trăm ngàn vô số đức phật ở chỗ chư phật tu phạm hạnh lâu dài phát thệ nguyện rộng thiện căn thuần thục được vô lượng bạn lành giúp đỡ hộ niệm mới có thể đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thường sanh tịnh tín và thắng giải. Cụ Thọ thiện hiện lại thưa Phật Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát thường đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, sanh tịnh tín và thắng giải thì tâm đại Bồ Tát này tánh như thế nào, tướng như thế nào, hình trạng như thế nào, dung mạo như thế nào? phật dạy thiện hiện nếu đại bồ tát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế sanh tịnh tín và thắng giải thì tâm bồ tát lấy sự điều phục tham sân si và xa lìa tham sân si làm tánh làm tướng làm hình trạng làm dung mạo lại nữa thiện hiện tâm đại bồ tát này lấy điều phục tham sân si và không tham sân si xa lìa tham sân si và không tham sân si làm tánh làm tướng làm hình trạng làm dung mạo Thiện hiện Đại Bồ Tát nào thành tựu tánh tướng hình trạng dung mạo như thế, thì tâm mới có thể đối với bát nhã ba la mật đa thường sanh tịnh tín và thắng giải. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa Phật, bạch thế tôn đại bồ tát nào thường đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế sanh tịnh tín và thắng giải thì đại bồ tát này sẽ đến được nơi nào phật dạy thiện hiện đại bồ tát này sẽ đến trí nhất thiết trí cụ thọ thiện hiện lại thưa phật bạch thế tôn có phải đại bồ tát nào đạt được trí nhất thiết trí thì đại bồ tát ấy sẽ làm nơi hướng đến cho tất cả hữu tình phật dạy thiện hiện đúng vậy đúng vậy như ông đã nói đại bồ tát nào thường đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế sanh tịnh tín và thắng giải thì đại bồ tát này thường hướng đến trí nhất thiết trí nếu thường hướng đến trí nhất thiết trí thì thường làm chỗ hướng đến cho tất cả hữu tình cụ thọ thiện hiện lại thưa phật Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này thường làm việc khó, nghĩa là mặc áo đội mũ bền chắc và nguyện. Tôi sẽ độ thoát tất cả hữu tình đều giúp họ chứng đắc niết bàn rốt ráo. Tuy làm việc như thế đối với hữu tình nhưng hoàn toàn không thấy hữu tình được độ. Phật dạy thiện hiện đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói, lại nữa thiện hiện đại Bồ Tát này đã mặc áo mũ không thuộc sắc, cũng không thuộc thọ tưởng hành thức, vì sao? Vì sắc cho đến thức đều rốt ráo vô sở hữu, không Bồ Tát không áo mũ nên nói áo mũ kia không thuộc sắc, cũng không thuộc thọ tưởng hành thức. Đại Bồ Tát này đã mặc áo mũ không thuộc sắc cho đến trí nhất thiết, cũng không thuộc trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều rốt giáo vô sở hữu, không Bồ Tát, không áo mũ, nên nói áo mũ kia không thuộc trí nhất thiết, cũng không thuộc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Đại Bồ Tát này đã mặc áo mũ không thuộc tất cả pháp, vì sao? Vì tất cả pháp đều rốt ráo vô sở hữu, không Bồ Tát không áo mũ, nên nói áo mũ kia không thuộc tất cả pháp. Thiện hiện đại Bồ Tát này tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, nên thường mặc áo mũ công đức như vậy, ta sẽ độ tất cả hữu tình giúp họ chứng đắc niết bàn rốt ráo. Khi ấy cụ Thọ thiện hiện thưa Phật: bạch thế tôn nếu đại bồ tát nào thường mặc áo mũ bền chắc như vậy ta sẽ độ tất cả hữu tình đều giúp họ chứng đắc niết bàn rốt giáo thì bồ tát ấy không rơi vào thanh văn địa và độc giác địa vì sao bạch thế tôn vì đại bồ tát này an đập hữu tình không giới hạn nên mặc áo mũ bền chắc như thế phật dạy thiện hiện ông quán pháp nghĩa nào mà nói đại bồ tát thường mặc áo mũ bền chắc như thế thì không rơi vào thanh văn địa và độc giác địa cụ thọ thiện hiện thưa bạch thế tôn đại bồ tát này không vì độ thoát phần ít hữu tình mà mặc áo mũ bền chắc như thế cũng không vì cầu phần ít trí mà mặc áo mũ bền chắc như thế vì sao vì đại bồ tát này vì cứu vớt khắp tất cả hữu tình giúp họ vào niết bàn mà mặc áo mũ bền chắc như thế chỉ vì cầu được trí nhất thiết trí mà mặc áo mũ bền chắc như thế do đó nên không rơi vào thanh văn địa và độc giác địa phật dạy thiện hiện đúng vậy đúng vậy như ông đã nói bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa phật bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế rất là sâu xa không có người tu không có pháp tu không có nơi tu cũng không do đây mà được tu tập vì sao bạch thế tôn vì không phải trong nghĩa sâu xa của bát nhã ba la mật đa này mà có phần ít thật pháp có thể được gọi là người thường tu và pháp tu hoặc nơi tu tập hoặc do đây tu tập bạch thế tôn như tu hư không là tu bát nhã ba la mật đa như tu tất cả pháp là tu bát nhã ba la mật đa như tu pháp không thật là tu bát nhã ba la mật đa như tu vô sở hữu là tu bát nhã ba la mật đa như tu vô nhiếp thọ là tu bát nhã ba la mật đa như tu pháp từ bỏ là tu bát nhã ba la mật đa phật hỏi thiện hiện tu từ bỏ pháp nào là tu bát nhã ba la mật đa cụ thọ thiện hiện thưa phật bạch thế tôn tu từ bỏ sắc là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ thọ tưởng hành thức là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ sáu xứ trong là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ sáu xứ ngoài là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ sáu giới trong là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ sáu giới ngoài là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ sáu thức giới là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ ngã là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ hữu tình mạng giả sanh giả dưỡng giả sĩ phu bổ đặc giả la ý xanh thanh niên người làm người thọ người biết người thấy là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ bố thí ba la mật đa là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghi là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ thánh đế khổ tập diệt đạo là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là tu bát nhã ba la mật đa, tu từ bỏ tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là tu bát nhã ba la mật đa. Tu từ bỏ pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện là tu bát nhã ba la mật đa. Tu từ bỏ tịnh quán địa cho đến như lai địa là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ cực hỷ địa cho đến pháp vân địa là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ năm loại mắt sáu phép thần thông là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ ba mươi hai tướng đại sĩ tám mươi vẻ đẹp là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ pháp không quên mất tánh luôn luôn xả là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ tất cả hạnh đại bồ tát quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật là tu bát nhã ba la mật đa tu từ bỏ trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy thiện hiện đúng vậy đúng vậy như ông đã nói lại nữa thiện hiện nên nương bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế để quán sát đại bồ tát bất thối truyền đại bồ tát nào tuy hành bát nhã ba la mật đa mà không chấp trước nên biết đây là đại bồ tát bất thối chuyển đại bồ tát nào tuy hành tịnh nữ tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa mà không chấp trước nên biết đây là đại bồ tát bất thối chuyển đại bồ tát nào tuy hành pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không mà không chấp trước nên biết đây là Đại Bồ Tát bất thú chuyển. Đại Bồ Tát nào tuy hành trơn như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ mà không chấp trước nên biết đây là đại bồ tát bất thối chuyển, đại bồ tát nào tuy hành thánh đế khổ tập diệt đạo mà không chấp trước, nên biết đây là đại bồ tát bất thối chuyển, đại bồ tát nào tuy hành bốn niệm trụ, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng mà không chấp trước, nên biết đây là đại bồ tát bất thối chuyển lại nữa thiện hiện. Mục đích chân yếu của các đại Bồ Tát bất thối truyền khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa là không quán sát lời người và sự dạy bảo của người không phải chỉ tin người có chỗ làm không bị các tham dục sân nhuế ngu si kiêu mạn vân vân làm ô nhiễm tâm cũng không bị chúng lôi kéo các đại bồ tát bất thối chuyển khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không lìa bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa các đại bồ tát bất thối chuyển khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nghe thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế tâm không kinh khiếp không khủng hoảng không sợ hãi không chìm không đắm cũng chẳng lui bỏ sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa vui thích muốn nghe thọ trì đọc tụng thông hiểu tường tận chánh niệm tư duy như thuyết tu hành không hề nhàm chán nên biết đại bồ tát bất thối chuyển như thế đời trước đã nghe nhiều ý nghĩa bát nhã ba la mật đa sâu xa thọ trì đọc tụng tư duy đúng lý tinh tấn tu hành tâm không nhàm chán vì sao? Vì nghe thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế. Tâm đại Bồ Tát bất thối chuyển này không tinh khiếp, không khủng hoảng, không sợ hãi, không chìm, không đắm, cũng không nuôi bỏ sự mong cầu quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề Đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, vui mừng thích nghe, thọ trì, đọc tụng, thông hiểu, tường tận, suy nghĩ đúng lý, tinh tấn tu hành, tâm không nhàm chán. Cụ thọ thiện hiện thưa Phật, bạch thế tôn đại bồ tát nào nghe thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế tâm không kinh khiếp không khủng hoảng không sợ hãi không chìm không đắm cũng không nuôi bỏ sự mong cầu quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa vui mừng thích nghe thọ trì đọc tụng thông hiểu tường tận tránh niệm tư duy tinh tấn tu hành tâm không nhàm chán đại bồ tát này làm sao tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa phật dạy thiện hiện đại bồ tát này liên tiếp tùy thuận hướng vào trí nhất thiết trí nên tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế cụ thọ thiện hiện thưa phật bạch thế tôn làm sao đại bồ tát này liên tiếp tùy thuận hướng vào trí nhất thiết trí hành bát nhã ba la mật đa sâu xa phật dạy thiện hiện nếu đại bồ tát nào liên tiếp tùy thuận hướng vào không vô tướng vô nguyện hư không, vô sở, hữu, không xanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, không tạo, không tác, như viễn, như mộng, như tiếng vang, như hình tượng, như bóng sáng, như sóng nắng, như việc biến hóa, như thành tầm hương, mà hành bát nhã ba la mật đa thì đây là đại bồ tát liên tiếp tùy thuận hướng vào trí nhất thiết trí hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cụ thọ thiện hiện thưa phật bạch thế tôn như đức thế tôn đã nói nếu đại bồ tát nào liên tiếp tùy thuận hướng vào không vô tướng vô nguyện cho đến như thành tầm hương mà hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thì đại bồ tát này liên tiếp tùy thuận hướng vào trí nhất thiết trí hành bát nhã ba la mật đa sâu xa là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa là hành sắc chăng, là hành thọ tưởng hành thức chăng, như vậy cho đến là hành trí nhất thiết chăng, là hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chăng Phật dạy thiện hiện đại Bồ Tát này khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không hành sắc, không hành thọ tưởng hành thức, như vậy cho đến không hành trí nhất thiết, không hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này đã tùy thuận hướng vào trí nhất thiết trí, không ai có thể làm được, không ai có thể làm phá hoại được, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không chỗ trụ, không phương, không cõi, không số, không lượng, không

đã không số lượng không đi không đến không thể được cũng không thể chứng thiện hiện trí nhất thiết trí như thế không thể lấy xác chứng không thể lấy thọ tưởng hành thức chứng như vậy cho đến không thể lấy trí nhất thiết chứng không thể lấy trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chứng vì sao vì xác tức là tánh trí nhất thiết trí thọ tưởng hành thức tức là tánh trí nhất thiết trí như vậy cho đến trí nhất thiết tức là tánh trí nhất thiết trí trí đạo tướng trí nhất thiết tướng tức là tánh trí nhất thiết trí vì sao vì sắc chân như hoặc trí nhất thiết trí chân như hoặc tất cả pháp chân như đều một chân như không hai không khác hoặc thọ tưởng hành thức chân như hoặc trí nhất thiết trí chân như hoặc tất cả pháp chân như đều một chân như không hai không khác như vậy cho đến hoặc trí nhất thiết trơn như hoặc trí nhất thiết trí trơn như hoặc tất cả pháp trơn như đều một chân như không hai không khác hoặc trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như hoặc trí nhất thiết chân như, trí nhất thiết chân như hoặc tất cả pháp chân như đều một chân như không hai không khác thế nên trí nhất thiết trí không thể lấy xác chứng không thể lấy thọ tưởng hành thức chứng như vậy cho đến không thể lấy trí nhất thiết chứng không thể lấy trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chứng